vẫn là mic cũ nha mấy bạn. Nhưng mà tại là mình đang sửa chút xíu. Tại là mình không kiếm được cái chữ mà full screen đây. Chữ full screen là thế nào để mình chỉnh lại cái coi. Đợi chỉnh không. Không chỉnh được màn hình gì đó. Màn hình không cái sổ. Chết mẹ. Ok. Đang kiếm game. Cái chỗ full màn hình tìm không ra đó. Khổ thật đấy chứ. Ủa, bật stream chưa? Get ready for Call of Duty. Chuột trên mạng nhầm. Call of Duty 2. Không biết cái này to quá không ta. Ok. Ủa sao không? Thứ mấy ta? Hôm nay thứ... Hôm nay là thứ 6. Tức là mấy kia thứ 7 mà ta. Ok. Chào mừng đến với Call of Duty 2. Chết mẹ. Đây sẽ là phần chơi của lực kiếm Việt mạng tiếp theo. Năm 1941, 1942, 1943. Trời, tầm lâm thứ gì? Gì đây? Cho lại đi đầu cơ, này, lúc này có test chút xíu. Lâu lâu anh tắt ra xem thử video như thế nào. Bị ra rủng dòng nữa. 1939. The armies of Nazi Germany begin their conquest of Europe. First of all is Poland, then Denmark, Norway, France, Belgium, Luxembourg, and the Netherlands. Now the year is 1941. With an army over 7 million strong, the Nazi war machine turns to the east and begins the invasion of the Soviet Union. Using blitzkrieg tactics, they advance quickly,
smashing relentlessly through the Soviet defenses and arrive at the capital city of Moscow in under 4 months. Desperately short of reinforcements, the Soviet defense of Moscow now falls to thousands of raw recruits who must hold out against the well-trained German forces in the freezing cold of the Russian winter. Up 15 độ kìa. In your field house, Abby Jones, là nhật ký của một thành viên, một quân lính của Nga. Vẫn là... Welcome to basic training, comrades. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Now, walk over to that table and pick up those weapons. Ủa? Ok. Gì đây? Tự nhiên nó ngầu hoài vậy đó. Ấy. Lâu lâu nó bị ăn tắt. Còn giờ mình bật cái gì đó. Unity phải không ta? Ok, tắt rồi. You will have to move faster than that, comrade. You will need a real weapon if you wish to kill the fascists. Look at your compass. The star on the compass shows the location of your current objective. Now go to the storeroom and get a pistol and a rifle. Move! Đâu, phải vô cái phòng đá. Lấy. The weapons are on the table, comrade. Đâu có sẵn hay vậy? Now go back and report to the commissar. Rồi, như đồ họa rất tăng tiến so với phần trước. Very good, comrade. Always remember to use the star on your compass to reach your current objective. Okay, Vasily. Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Good, now fire at the other one. Cái này nhìn lộng ngược mà. Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade. But for long range targets, a rifle is better. Step up to the shooting range. Ready, comrades? Shoot those bottles and plates. Imagine that they are the enemy. Aim down your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. Very good, comrade. Bắn luôn mấy cái gì nữa. Not bad, not bad. Well done. That's enough, Vasily. Now, let's see how well you can do under pressure. You have 15 seconds to shoot the helmets. Ready? Okay, bắn mấy cái này. Go! Rất hay, rất giỏi. Sắp thời gian rồi. Cái nữa. Good, comrade. Now come over here and bash this mannequin with your rifle. Hope. That's enough, comrades. Come over here and pick up a grenade. Cái này đơn giản thôi, cái này chơi phần trước dễ. These are potatoes, comrade commissar. Why are we using potatoes instead of real grenades? Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are. Oh, of course, comrade commissar. My mistake. No. Now throw a potato into each of those marked target areas. Good throw. Very good, comrade. Not bad, not bad. Comrade commissar. Sao? Vấn đề gì? We've got a prisoner. Come take a look. Ủa cái này chưa cho chế độ chạy. Bây giờ cũng kiểu như đi bộ, đi chàng như công ty. Nhưng mà không biết có cái gì nó thay đổi không? Chờ tôi biết. Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen. Comrade Commissar, he says the enemy is moving behind our lines. Rồi. To the southeast. And they are supported by half tracks and mobile artillery. Sir, there's a German attack forming to the southeast. It looks serious. Listen, comrades. There is an armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guests. Remember what you have learned. Good luck. Rồi bắt đầu vô trận chiến rồi, cái gì mà vô trận chiến.
từ chỉnh lại cái comment này để nó hơi bị lag quá. Xóa comment này đi. Và chỉnh lại cái comment cho nó đẹp đẹp, tinh tế chút xíu. Hiện tại thì chưa có ai comment nhiều nên là comment hơi bị che. Bấm lòng sao hoàng hách. Thôi ít thôi, chủ yếu là đừng có để cho nó nhiều nhiều quá là mất công á. Hiện tại là cái này là phần trắng này là con mình ở dưới cùng. Ok, để cho vậy đi. Đừng để cho nó ảnh hưởng che nhiều quá game. Ok, bắt đầu play. Grab a submachine gun and make sure you reload it first. Okay. Always make sure you have a full magazine before you go into battle. Okay. Bây giờ mình cần phải khai hạn trước, nó bấm khai hạn trước. Okay. Let's go. Let's move. Let's go, comrades. Up the ladder. Đi bắt đầu. Nhanh lên đường. Vasily, wait! Don't run up there. Throw a smoke grenade first to conceal our movement. Còn phải cái quăng cái quăng khói vô. Wait! Wait for the smoke to fill. Đợi, đợi. Đừng đi ra, đợi lượng đạn khói khi nào nó lan rộng ra. Just a bit more. Vâng, chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Ok. Let's go. Nhanh lên. Đừng. Xe kìa. Có chân. What the fuck? Đó mà là cái thằng bầu nó chết cha. Chết cú súc. Đã thấy. Reload. Stick with me. Nè, nó bỏ xe lại này. Lên xe. Này nó lúc nào nó cũng xài cái xe kia. Xài con nào. Cái trước kìa. Ow. À, may quá, cái bạn này không có tính máu nữa, sướng. Ok, hay, bắn, chính sọ luôn. It's an MG-42, up on the second floor. Đúng rồi, hay. Đúng. Giỏi quá. There's the Panzerwerfer. We need to find a way around this gate. Bây giờ mình cần phải đặt bom cái gì cái xe kìa gọi là Panzerwagen. Ai đây? Nó. Trời, sao nó mặc cái bộ đồ giống của mình ta? Từ cái này smoke rồi. Số 3 không ta? Không, không giờ kìa. Không giờ. Bây giờ nó đã thay đổi xíu vậy, ví dụ như là bắn không tính mất máu, với lại lựu đạn nó biến thành nút G. Đây máy được không? Áo cú súc bắn nó cái này kìa cái này có bắt kìa nó đỉnh cái này đỉnh mẹ luôn. Mình tưởng ít lắm mà sao tự nhiên nó nhiều quy đóng ta. Ok. Mới vô check màn nó phết block rồi. Follow me. I will be right behind you, comrade. Fight again. It's the Germans. Up on the second floor. Kill those fascists. Kẹp đi. Đi kẹp. Gì ta? Enemy scouts. Attack the Titan.
kia. Troops on the floor, right side. Cái gì vậy ta? Có gì không ổn? Một chút xíu có gì không ổn này. Tắt bấm đi. Chà chà, cái con mình nó hiện ra hơi bị to quá. Chứ chỉnh sửa lại cái comment á, thiệt tình nó để si đau quá. Để comment si đau quá. Remo này. Nó... Mình rất thích chơi Rambo không hiểu sao á. Mặc dù đây game chiến tranh mà cứ thích Rambo hoài. Ok. Như vậy đây cho hai cái ao đừng có nhiều, nhiều quá thì mất công che. Ok. Các bạn cùng chơi với mình luôn. Quá đẹp. Quá đẹp, thế này không? To quá mất công. Thần 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 thần, let's go. Ê, đâu? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Panzerwerfer đâu? Nó đâu? Tôi thấy được. Đâu mày? Đâu dễ sợ ra? Kia, đằng kia. Đã tôi thấy, tôi đã thấy rồi. Chiến sĩ tôi đã thấy rồi. Tôi thấy rồi nhưng mà cách nào tôi tới đây? Phía trước đúng rồi. Đây, tôi đang tới. Bảo vệ. Bảo vệ đúng rồi. Ok, chạy. Chạy, đúng rồi, chạy. Kia, sắp nổ rồi. Ok. I thought we were in training. There is no better training, comrade, than fighting to survive. Chiến đấu để sinh tồn. Một chương trình xong rồi. Victory. Chù, bây giờ đang hai âm 20 độ. Đó. Âm 20 độ C. Sướng. Revolution. We have nothing against the common Soviet soldier. It is your leaders we are fighting. Có một cái là mình không thể chỉnh được cái mà màn hình gì ta? Màn hình màn hình cửa sổ á. Kiểu như vậy thì mới đọc được comment chứ. Để lại thông nội sao đọc được, thiệt tình đó chứ. Này screen, cái này screenshot mấy. Không kiếm được rồi. Chắc là ảnh nó ở đâu ngoài mình mình đâu quên. Hợp đi. Mình sẽ tập hợp team lại. Còn đang chơi đồng đồng nghiệp. Đừng có đưa ra. Nó chết rồi. Anh điên này. À! Ê, có chân. What the fuck man. Smoke. Okay, I'm with you. Come here, yeah. Enemy infantry. Make a long wall. Over to the west. Okay. German grenade, move. Chết rồi. German troops on the left side.
quăng cái đầu đạn vô trong kia để xem cái tình hình như nào. Left side quá, tôi bắn right side đây. Bắn ba gì mà nó còn leo tèo như đúng rồi. Này lo cho một cover đó. Sướng quá. Nào muốn súng máy cày nè. Chết rồi, nằm đây ở đó. Cày. Ê, bây giờ tập tim lại. Ở đâu? Đằng trước. Chúng mình sắp đánh rồi. Đây à, đây là ống nhòm đây. Không thấy đường gì hết trơn. It's about damn time you showed up. This way, comrades. Cái nào đánh review bắt review hotline đây. Từ. Có nhiều thứ vẫn chưa làm á. Sao không cho liên tải GTA Vice City? Trời ơi, thằng này đâu phải là dân cung cấp liên game rồi bác. Muốn cung cấp link game thì vào link nha mà đang cung cấp vậy. Anh chưa làm thằng chơi game không? Súp! Sao vậy? Không thấy được. Wait till they get close. The man is for the Soviet Union and for your glorious motherland. Dạ, nước đang sông lên. Here they come. Nó tới kìa, cái sông lên kìa, trời ơi. Kìa, nó lên, nó lên. Đây, cái này chắc phải hai chỗ nữa, nó ủi lên để đâu vậy? Xong lên trời ơi, xong lên bắn kia thì cái trời đang mù. Trời ơi, mù nào nó nông. Ê, từ đã. Ê, từ đã, ê, ê, cháy trong rồi sao. Từ đã. Ê, trong hết. Từ lên đây. Tôi còn ba đứa này. Ê, từ đã. Sao còn có hai đứa này. À, thêm mình nữa à? Xong, ủa, bây giờ tới lượt mình xong lay à? Trời, hai bay xong nhau vui đùa quá mà. Rồi, cái này bắn được này, má, nãy ủi vô như chiếc lửa. Ok, lũ đá, fight the hole. Lùi rồi, nó lùi rồi. Má xong đang cho cố vô cháy hết trơn, bây giờ lùi lại. Nè, xuống nhóm bây giờ chơi đã nè. Phòng chiên. Này. Đất ăn cướp. Không bay, anh em. Chết chưa? Ê, lũ đạn, nó quăng trước mặt kìa. Cái nào đi. Và giữ ship. Nè. Còn lũ đạn 2 mới gọi là mấy cái bản tăng tiếng nhất này.
chứ. Sự trả giúp những học sinh là ghê rồi. Đường thôi, nhắm đi. Cái gì thế? Bắn mình biết trơn. Không, lại gần cho ra được đạn đi. Từ từ, không muốn đúc lưu game. Cùng nhắm bắn này. Dù hai nó đã. Đâu vậy? Ủa hình như nó bắn ở chỗ cái hầm mé kìa. Trời ơi, vừa được nhắm nó chắc phải đào xuống rồi. Đây này, đồ lấy mày. Cú bắn lửa ăn xanh nhất thế giới. Đúng đâu. Đi. Lần đi này, lửa lên lại bị chết rồi. Không kịp. Ok, tôi đã kết thúc. Một. Kìa. Nhanh. Nào, bắn lén này. Đó, rồi. Đâu? Đâu đã. Ok, phải ra đây phải mình rồi, chết mẹ rồi, xin sorry. Ôi. Phải nó mà sao lúc mà nó mang màu trắng đó, nó mang màu mà kia nữa, hết đạn rồi. Đổ súng huyền thoại đây. Đây nè, ok bây giờ sniper trang đục của mình ha. Ăn chơi quả sniper elite bóng chưa? À, chưa, cho mình trắc vào lời nhưng mà chơi chút xíu đã mà hết xong lẻ. Từ từ đã, như là nó bị cái gì, cái comment nó bị cái gì xuất hiện ra hoài ta. Bên mình đang phòng thủ mà, đúng rồi. Không thì hai bên đánh nhau liên biên vậy đó, ai biết được gì đâu. Đâu biết thằng nào tới thằng nào. Damn little fascists! They barricaded themselves on the upper floors. Shouldn't we ask them to surrender, comrade? I'll ask them or I've blown them to hell. Get the explosives up here now. By the way, comrade Lieutenant, we need engineers up here. Get the explosives. I've got some TNT. Sẽ đi lấy xíu bom nổ lên đó. Get some explosives from the engineers and plant them where they will do some good. Here you go, comrade. Set these charges on the main support. Okay. Quickly. Alyosha, hey, bom này. Ba cái. Ở quanh cái tòa nhà này. I got one. Larina. Bên này có cái này. Đó. Đây. Tôi không biết đặt chỗ mấy chỗ này có được gì không nữa. The charges are set. Get to a safe distance. Okay, chạy. Bị viên một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Hãy ghi nhớ cảnh tượng này vào. Move it! Run! Đây. Let's go! Bị, cú súng. Wow, nó đã chết trơn rồi. Ai bị rút nó làm gì? Cùng đi. Nó làm gì cho ăn cái rượu đạn chết. Đừng có ho. Ủa có nhiều cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ anh gì nè. Em mission đi. Có một cái nhiệm vụ mới cho mình. Hình như có nhiệm vụ DLC hay sao.
Stalingrad, 1942. German forces, having reduced the city to rubble in a massive aerial bombardment, meet with heavy resistance as the Soviet Red Army throws its entire force into the defense of Stalingrad. In the chaos of constant warfare, battle lines have dissolved. The ruins of the city have been divided up into hardpoints surrounded by no man's land. The German tactical advantage of the mechanized Blitzkrieg and its coordinated infantry and tank attacks is rendered useless in the concentrated street fighting. Threatened with execution if they retreat, the Soviet troops have no choice but to push forward into the bloodbath. Như Xô Viết, như tụi Đức như nó chiếm được một cái khu nào đó, mình phải chắc phải tới chiếm lại khu đó. Đây đâu đây ta? Trời, để mấy cái tên này biết chết liền. Biết ở chỗ đâu chết liền á. Vasily, take second squad and repair the field phone wire. I'll clear these buildings with first squad and meet you on the other side. Go! Ở đâu ta? Chắc vẫn ở Nga chứ. Anh ơi, có cách nào để đi qua không? I got one! Ok, nó bắt được thằng rồi. Kostya, cover! Find some cover! Trời, chết trọng vậy. Ok, tôi qua được rồi. Không dài lại. À, dùng để liên lạc với tổng đài đấy. Nhằm HQ như là trụ sở á. Ow! Thanh niên này. Ui da. Ow! Có quăng người ăn đây. Nhắm điểm vậy. Ow. Mặc dù có bom khói mà các bạn thấy bắn như lúc rồi. Cái gì? Cái nào vậy? Sao cái lựu đạn đó, nó quăng nhanh hiểm lắm. Đằng kia kìa thấy không? Quay. Trời. Đâu vậy? Bắn lén. Tốt, hay rồi. Bạn không? Trời. À, đừng bắn. Anh thử xúc đau quá. Có chân anh bạn. Ngẫm chữ, biết ngay. Green này, trả lại tụi bay nè. Nhớ không biết có cái nút ném vừa à mà. Có gì đây? Lại. Lại. Này.
bay. Over to the south. Got him. Đây chứ. Chỗ đây đây mà biết chỗ nào đây. Chết chết này rồi. Xong hai cái tầng nữa. Phải quăng sẽ đủ đạn khóa vô. Đi chạy. Over to the cell. Không? Chúng ta, chúng ta còn mấy thằng đây? Bốn thằng, ok. Over to the cell. Ok. Quá rồi, thấy đường bắn. Được. Tốc. Mình không thấy đường luôn. Trời ơi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, chạy vô, chạy vô. Hướng phải. Chạy vô. Chưa chết nè. Đây là quán đâu. Đây là quán đâu. Chê giật mình. You have nothing to fear from Zoenda. The German army is well disciplined and will treat you with respect. Không gặp mấy thằng nó mặc đồ màu trắng nữa, khó chạy đường. Chết nữa. Anh em sao rồi? Muốn review game PS4 thì phải có PS4 và cả thiết bị quay PS4 nữa. À, PS4 thì không cần đâu, PS4 thì nó có sẵn á. Rồi, giờ là chỉ cần việc chơi game thôi. Thì có Xbox. PS3 thì nếu cần cái PS4 giờ nó tăng tiếng rồi, tại vì cái việc mà quay game nó đang nó tăng lên rồi. Chết mày, mà ly ly như đĩa vậy bắn nãy giờ tốn có trời bắn đạn đâu rồi. Bắn giờ tốn biết đâu đạn đâu rồi. Mitkommen, Kommunisten! In der Nähe des Anzeigers! Ra. Lạc. Sau. Ê. Súng này bắn đã này. Súng này bắn không có cái có súng. Đây nè. Lạc. Quăng lựu đạn mà quăng lần trước mà nó quăng lựu đạn sau là không có đường về luôn. Lựu đạn đúng hay luôn. Quăng lựu đạn bên trong mình luôn. Gì vậy? Bắn hai tôi đấy. Phải mình không này? Bây giờ phải mình chỉ còn có một thằng chứ mấy. Ok như bà là bắn đó không? Có bị bắn lại thằng phải mình nữa. Đây ở đâu tự nhiên ra hai thằng. Ở đâu tự nhiên ra hai thằng. Quân cứu viện tới. Chết giùm công đi mà.
Okay. Súng đạn vô, còn đây là cục cổ này. Ok. Replay. Vẫn còn một cái nữa đây rồi. Au. Ein hat erwischt. Chết đi. Bắn sao kiểu chậm chậm kiểu gì á, khó bắn quá. Nghe đâu. We're reading you loud and clear, Comrade Kozlov. Well done. Wait. Hold on a moment. Yes, ребята, они прорвались там. Да, немцы прорвались. Panzer spotted approaching your sector. Hunt those bastards down. Panzer là gì ta? Pick up the city bombs, Vasily, quickly. Bây giờ mình sẽ Panzer là gì sẽ tăng rồi. Bắn chậm quá. Ok, coi thử video như nào rồi. Ô, video lag quá. Sao lag thế? Coi thử nào. Đặt vấn đề gì là sao lag thế? Cảm giác như nó lag rồi. Rồi, từ nãy giờ video bị lag. Coi lại coi. Chết mẹ. Sức khỏe tốt mà sao video lag rồi. Phải đạn không? Phải không ta, video bị lag không ta? Nãy có bị lag không? Đó là bị giật phát kìa. Chết mẹ rồi, phải... Để coi nè. Bị lát thấu đầu á. Ăn cao. Mong là không bị lag nữa. Sao trong đây không có thông báo gì đó ta? Ok, kìa. Hình như được rồi. Bắt đầu vô chơi lại không? À. Sao bấm lộn hoài ta? Alexander, follow me.
mẹ nó à. Trời. Bạn. Còn sẽ tăng bên đó vậy. Bây giờ mình thấy sẽ tăng bên mình cái nào á. Cover, tôi sẽ bom. Ah, nó bắn mình. Nó target mình rồi. Chụp mình rồi. Lượng khó cầu nó chụp chăng. Hãy có lượng khói không? Hãy có lượng khói không? Con biết video có ngon nữa, nãy giờ có bị lag mấy bạn, mình thấy sao lag kiểu gì vậy. Game này không biết sao thấy mình kiểu gì thắt lag thì nó không có ghi gì trơn, không biết có lag thật nữa. Xem mình thấy rằng á. Kìa. Tầm trước. Nó đang tử đâu. Ui da nó đâu thế. Sau mình sẽ làm rồi ta. Mấy cái video clip review. Kiếm like, kiếm view. Lên đây. Vào lên. Chắc phải đi một đường thật đó. Smoke. Ok, ok. Chửi theo nó. Ow, ow. Có hai chiếc cũng ở đây này. Bum. Ủa chết chưa? Kill the fascisti! Show them no mercy! Mày, quất nó! Fire in the hole! Đúng đâu? Mày. I got one! German
có cái nút ném đồ ăn lại đó. Chắc phiên bản này cũng có. Enemy infantry on the other side of the low wall. Over to the south. Thấy không? Chơi cái kiểu mà không có cái tính đi lập máu này. Thấy bây giờ chắc ít không? Bấm lại qua vậy. Nè, có được làm khó này. Nè, đây. Đây là... Khi nông thấy được đâu. Cái gì đấy? Ê, nó bắn mà, nó bắn. Chạy ra, chạy ra. Chạy đâu? Chạy, chạy nè. Chạy đâu? Chạy đâu? Âm 28 độ, trời đang rơi tuyết. Okay, comrade, this way. Let's go. À, mình đang chở. Good luck, comrades. Của cái anh comrade nhỉ? Đang trong đường ống này. Ê, nhóc này à? Ác thế. Sao lát à? Coi thử nè. Nãy giờ thấy đắp lát, thấy nghi rồi. Để chút xíu xem như thế nào. À, nãy giờ mình lát rồi ta, coi thử. Sao kỳ ta? Dữ liệu video tốc độ đủ nhanh người xem sẽ gặp phải vấn đề. Oh shit. Để chút xíu.